Khu vực mà chúng ta sẽ kết thúc hố đó là khu vực đặc biệt Putting Green. Đây sẽ là một khu vực mà có vị trí cờ cũng như vị trí hố để chúng ta có thể kết thúc lỗ. Ở trên khu vực Putting Green này thì sẽ có những điều đặc biệt chúng ta được phép làm mà ở ngoài chúng ta không được. Đầu tiên, golfer luôn luôn được quyền mác bóng, nhấc lên và lau quả bóng. Sau đó chúng ta sẽ đặt lại và được quyền đặt lại để thực hiện cú putt. Đấy là việc đầu tiên chúng ta được làm trên green. Ở trên green thì với những vết hư hỏng chúng ta sẽ được phép sửa. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây có một vết bóng cũ, tức là do bóng rơi xuống tạo ra gây hư hỏng, thì chúng ta được quyền sửa. Sử dụng dụng cụ sửa chuyên nghiệp hoặc một cái ti, sau đó có thể dùng gậy để có thể đầm lại những vị trí như thế này. Hay là những vết lỗ cũ ở trên sân chúng ta cũng được quyền phép sửa. Và một đặc biệt đó là luật 2019 thì tất cả những vết hư hỏng bao gồm cả những vết đinh dày như thế này thì chúng ta cũng được phép sửa. Đây là một điều khác biệt so với luật 2016, khi 2016 chúng ta chỉ được quyền sửa vết bóng, vết hố cũ hay là những vết hư hỏng đặc biệt mà thôi. Còn đây là những cái vết, bất cứ những vết nào do gậy, do con người tạo ra thì đều được quyền sửa. Chỉ có lưu ý là những vết do người bảo dưỡng tạo ra, ví dụ như là vết đục lỗ hay là vị trí hố, nếu như bị hư hỏng chúng ta sẽ không được quyền sửa. Và với những golfer chúng ta thi đấu thì chúng ta nên tạo một thói quen là gọi trọng tài ra để trọng tài hỗ trợ. Nếu như họ thấy đây không phải là một điều kiện thích hợp để thi đấu thì họ sẽ sửa cho chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ tránh khỏi những hình phạt. Ở trên green sẽ có những tình huống đặc biệt mà chúng ta sẽ không bị phạt. Đó là nếu như chúng ta làm bóng vô tình di chuyển vì bất cứ lý do nào. Ví dụ như khi chúng ta đặt mác xuống, rơi mác làm bóng di chuyển. Hay khi chúng ta mác tay chúng ta có làm bóng di chuyển thì chúng ta cũng sẽ không bị phạt. Hay thậm chí khi chúng ta thực hiện một cú nháp không có ý đồ vào bóng, nhưng vô tình gậy chúng ta làm bóng di chuyển, chúng ta cũng sẽ không bị phạt. Và điều chúng ta phải làm đó là đặt bóng lại vị trí cũ và thực hiện cú đánh tiếp theo. Đây là điều đặc biệt ở trên green mà chúng ta sẽ không bị phạt nữa so với luật 2016. Đây là điều thay đổi của luật 2019. Ở bất cứ vị trí nào trên sân, nếu như bóng đang nằm im tự nhiên bị những điều kiện tự nhiên như là gió hay dốc làm bóng di chuyển thì bóng nằm đâu chúng ta sẽ đánh tại vị trí đó. Tuy nhiên chỉ có một ngoại lệ là khi ở trên green, khi mà người chơi đã mác bóng rồi, nhấc bóng lên và sau đó một cơn gió vô tình làm bóng di chuyển, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải đặt bóng lại vị trí cũ. Nếu như chúng ta không biết được chính xác đó ở đâu thì chúng ta sẽ ước lượng. Ví dụ như vừa rồi nó khoảng quanh đây, chúng ta sẽ ước lượng một cách tốt nhất có thể và chúng ta đặt lại. Sau đó chúng ta thực hiện lại cú đánh như bình thường. Ok, sang trái tí anh. Rồi, ok, đánh đi, đẹp rồi. Putt. Ok, good putt. Vâng, và như tình huống vừa rồi thì golfer của chúng ta sẽ bị phạt 2 gậy. Bởi vì theo luật 2019, caddy sẽ không được phép đứng đằng sau để chỉnh lai cho người putt. Đây là điều được phép ở 2016, nhưng sang 2019, nếu như làm vừa rồi chúng ta sẽ bị phạt 2 gậy. Tuy nhiên, golfer có thể tránh được hình phạt nếu như chúng ta làm như sau. Ở tình huống này thì golfer của chúng ta đã yêu cầu caddy đi ra và anh ta thực hiện lại thế đứng. Như vậy caddy đã không thể hỗ trợ anh ta điều chỉnh lai. Và nếu như cú đánh này thực hiện, người chơi sẽ không còn bị phạt nữa. Một điều nữa trong luật 2019 mà chúng ta được phép làm, đó là bây giờ caddy có thể chỉ ra vị trí lai trên green bằng cách là lấy một vật nào đó chạm vào putting green, chỉ cho người chơi. Và chỉ cần trước khi người chơi thực hiện cú đánh, ta bỏ ra và golfer thực hiện cú đánh, chúng ta đã chỉ line và đấy là điều được phép. Okay. Như vậy, theo luật 2019, caddy được phép chỉ line bằng việc cầm gậy hay dùng tay chỉ trên mặt green, chạm vào mặt green để chỉ ra line. Và chỉ cần điều đó được gỡ ra trước khi golfer thực hiện cú đánh thì sẽ không bị phạt. Và đây là được một điều được cho phép trong luật trong 2019. Khi ở trên putting green, golfer sẽ được quyền lựa chọn đặt cờ để thực hiện cú putt hay có người giữ cờ hoặc là rút cờ ra khi thực hiện cú putt. Tuy nhiên, điều đó phải được quyết định trước khi thực hiện cú đánh. Tức là nếu như người chơi quyết định để cờ thì trước khi thực hiện cú đánh, cờ sẽ phải để nguyên và không có ai giữ cờ. Hoặc là nếu như người chơi nào đã quyết định lựa chọn giữ cờ thì khi mà bóng đến gần sẽ phải rút cờ ra. Hoặc là tương tự với việc là bỏ cờ ra thì phải bỏ cờ hẳn ra ngoài trước khi cú đánh được thực hiện. Khi chúng ta quyết định cắm cờ sẽ có những tình huống bóng bị chạm vào cán cờ và chưa rơi vào hố.
Theo luật 2019 thì những tình huống như thế này, nếu như bất cứ phần nào của quả bóng nằm dưới chiều cao của mặt đất và ở dưới miệng hố thì bóng sẽ được coi như vào hố và người chơi có thể nhấc bóng ra đi sang hố tiếp theo và coi như bóng đã được đưa vào hố từ cú đánh trước. Tuy nhiên với những cái trường hợp mà bóng ở trên như thế này, tuy có dựa vào cờ nhưng không có phần nào của bóng nằm ở dưới chiều cao mặt đất, thì trường hợp này golfer sẽ chưa được coi như là đưa bóng vào hố và người chơi sẽ phải đặt lại ở cạnh miệng hố và thực hiện cú putt tiếp theo. Trong trường hợp mà bóng dựa như này không phần nào mà rơi xuống dưới, nếu như người chơi lắc cờ và sau đó thì quả bóng nó rơi vào trong lỗ thì người chơi vẫn phải nhặt lên và đặt bên cạnh. Đấy là luật 2019 với tình huống mà bóng dựa vào gắn cờ và chúng ta phải lưu ý rất cẩn trọng những việc này để tránh bị những tình huống không đáng có. Vừa rồi là những kiến thức luật cơ bản về những luật mà chúng ta sẽ thường gặp trên sân. Hy vọng khi gặp những tình huống này trên sân, chúng ta biết sẽ xử lý như thế nào, lựa chọn những giải pháp thông minh và tiết kiệm những gậy phạt cũng như là có những vòng đấu tốt nhất cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.